Công việc của tôi hàng ngày phải thường xuyên trang điểm, tiếp xúc với khói bụi và ánh nắng mặt trời. Sau khi tôi rửa mặt thật sạch, các bạn thấy tôi dùng bông lau sạch trên mặt, không thấy có vết dơ. Sau đó tôi dùng hải lan lau mặt lại một lần nữa. Thật bất ngờ các bạn, xem này, vết bẩn vẫn còn bám trên bông. Hải lan là mỹ phẩm 100% được chiết xuất từ thiên nhiên, các loại thảo mộc, ngọc trai. Giúp tẩy đi các tế bào chết, tàn nhang, làm se lỗ chân lông, giữ độ ẩm cho da, giúp da mịn màng, tươi sáng.